các môi chúa của các bạn để giúp lần sau các bạn cũng trở thành những môi chúa, và các bạn còn trở thành những môi chúa lớn hơn, to hơn, mạnh mẽ hơn, sáng hơn. Và tôi mong rằng tất cả các bạn đều là những bông hồng đỏ thắm trong vườn hoa Vision, là những người thật là tuyệt vời trong hệ thống của tôi. Xin cảm ơn các bạn.